Huấn luyện viên Park Hang-seo sang Việt Nam muộn hơn dự kiến. Thương vụ Lý Nguyễn về thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao Việt Nam của Bóng đá TV và Thể thao TV. Thưa quý vị, theo kế hoạch ban đầu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ông Park Hang-seo sẽ trở lại Hà Nội vào hôm qua, 20 tháng 2, trước khi bắt tay vào việc chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 của đội tuyển vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, đã có những thay đổi trong kế hoạch di chuyển và vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 2 tới đây. Sau khi trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ngay lập tức bắt tay vào công việc để cùng với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam bàn bạc thống nhất lại kế hoạch hội quân cũng như tập luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách trước đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, kế hoạch tập trung đội tuyển đợt 1 năm 2020 vốn bị ảnh hưởng nhiều sau khi dịch COVID-19 khiến cho các giải chuyên nghiệp quốc gia bị hoãn và kế hoạch giao hữu cũng phải thay đổi phương án sau khi Liên đoàn bóng đá Iraq hủy trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục với những chuyển động của bóng đá trong nước. Ngày 22 tháng 2 sẽ là thời hạn cuối cùng để các đội bóng chốt danh sách đăng ký cầu thủ tham dự V-League 2020. Vào lúc này thì một trong những sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ đó là việc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh liệu có thể đem về bản hợp đồng mang tên Lý Nguyễn hay không. Và những diễn biến đàm phán mới nhất giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Inter Miami đang cho thấy những động thái khá rõ ràng về thương vụ này. Theo nhiều nguồn tin, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận trả 1 triệu đô la cho 2 năm thi đấu của Lý Nguyễn tại Việt Nam. Lúc này, họ chỉ còn chờ Lý Nguyễn dàn xếp với đội bóng chủ quản Inter Miami là có thể đi tới một bản hợp đồng chuyển nhượng mới. Về phía câu lạc bộ chủ quản của Lý Nguyễn, họ đang có những động thái sẵn sàng chia tay cầu thủ Việt kiều ở mùa giải tới khi đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ Agustin Almeida của câu lạc bộ Boca Junior. Đây là tài năng trẻ 19 tuổi đang được săn đón bởi nhiều đội bóng lớn như West Ham United hay AS Roma. Theo thông báo từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận khai mạc V-League 2020. Không những vậy, thời gian gần đây, Tuấn Anh còn rất tích cực thực hiện những dự án cộng đồng cùng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, tiền vệ quê Thái Bình gặp chấn thương trong chuyến tập huấn tại Đà Nẵng hồi giữa tháng 1. Ở một diễn biến khác, tiền vệ Martin Lò của câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1997 gặp chấn thương cơ háng và phải tập riêng trong khoảng một tuần. Không rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, người hàng xóm là câu lạc bộ Sài Gòn lại đang có sự chuẩn bị khá âm thầm cho mùa giải 2020. Tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đã bắt đầu công việc của mình với nhiều sự thử nghiệm cho những vị trí ở hàng phòng ngự trước khi mùa giải mới khởi tranh. Trước thềm mùa giải 2020, câu lạc bộ Sài Gòn gần như đã hoàn thiện bộ khung đội hình của mình khi mang về nhiều bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, thì huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng đang phải đối diện với nhiều thử thách khi một số trụ cột gặp chấn thương, trong đó có trung vệ Đức Lợi. Cầu thủ này gặp chấn thương háng và đang phải điều trị tại PVF. Nhiều khả năng Đức Lợi sẽ phải vắng mặt ở những vòng đầu V-League 2020. Để thay thế Đức Lợi, những buổi tập gần đây, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thường xuyên bố trí trung vệ người Hàn Quốc An Byung-kyun để đá cặp với trung vệ Ngô Anh Vũ. Thì cụ thể là qua những giải vừa theo, chúng tôi cũng thử nghiệm rất là nhiều trung vệ như là chỗ anh trung vệ Anh Vũ hay là Thành Tín và một số cầu thủ nữa, và Lâm Anh bây giờ cũng đang hồi phục. Ngoài ra thì còn có Thanh Phong. Ở đây là cái tinh thần của các cầu thủ tương đối tốt và cái chính là các em tập trung vào, thì chúng tôi cũng chuẩn bị những phương án để dự phòng là nếu mà Đức Lợi không trở lại thi đấu kịp. Trong quá trình chuẩn bị của mình, thời gian vừa qua, câu lạc bộ Sài Gòn đã có 4 trận giao hữu và từ giờ cho đến khi mùa giải bắt đầu, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ cố gắng bố trí thêm nhiều trận đấu nữa vào mỗi cuối tuần nhằm giữ cảm giác thi đấu cho các cầu thủ và hoàn thiện đội hình. Trong khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tập trung tập luyện được gần một tuần, thì đối thủ của chúng ta ở vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 là đội tuyển Australia vào ngày hôm qua mới có danh sách cầu thủ được triệu tập. Dẫu vậy, danh sách này cũng cho thấy sự thận trọng của huấn luyện viên Ante Milicic khi ông không gọi bổ sung bất cứ một gương mặt mới nào so với vòng loại thứ ba. Toàn bộ 20 cầu thủ trong danh sách triệu tập lần này của đội tuyển xứ chuột túi đều là những cái tên đã tham dự vòng loại thứ ba vừa qua. Trong đó có những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Sam Kerr của Chelsea,
Caitlin Ford của Arsenal hay Emily Giannik của Bayern Munich. Huấn luyện viên Ante Milicic cho biết, quãng thời gian tập trung ngắn và ý nghĩa quan trọng của hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam tới đây là lý do ông không mạo hiểm triệu tập những gương mặt mới. Liên đoàn bóng đá Philippines mới đây đã quyết định đưa đội tuyển U22 nước này vào danh sách các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia Philippines mùa giải 2020, qua đó nâng số đội tham dự giải đấu này lên con số 7. Các thành viên của đội tuyển U22 Philippines phần lớn là những người tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 30 vừa qua. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường cọ sát cho các tài năng trẻ, qua đó xây dựng lực lượng kế thừa cho đội tuyển quốc gia Philippines trong tương lai. Cùng chung những ảnh hưởng vì dịch COVID-19 với các môn thể thao khác, bóng chuyền Việt Nam đã có 2 giải đấu bị hủy và lùi lịch trong thời gian vừa qua. Đó là giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp Liên Việt Postbank và vòng 1 giải vô địch quốc gia. Với những diễn biến hiện tại, nhiều khả năng cúp Hùng Vương sẽ là giải đấu tiếp theo bị hoãn tổ chức. Theo kế hoạch ban đầu, cúp Hùng Vương 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 3 tháng 4 tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Tuy nhiên, diễn biến của dịch COVID-19 nhiều khả năng sẽ khiến cho giải đấu giàu truyền thống này bị lùi lịch. Trong đó, nguyên nhân quan trọng đến từ việc vòng 1 của giải vô địch quốc gia 2020 chưa ấn định thời điểm khởi tranh, khiến cho việc xác định các đội tham dự cúp Hùng Vương là bất khả thi. Theo thể thức, 8 đội tham dự cúp Hùng Vương, bao gồm 4 đội nam và 4 đội nữ, là các đội xếp hạng cao nhất của vòng 1 giải vô địch quốc gia. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là chương trình Phương Nam Show sẽ lên sóng vào lúc 20:30 ngày 21 tháng 2 với nhân vật chính là tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Quý vị và các bạn có thể chú ý đón xem. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên các sự kiện thể thao hấp dẫn khác như giải Ngoại Anh, UEFA Champions League, Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tất cả sẽ có trên ứng dụng Onbi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.